Singapore. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into the dark? Vấn đề lương được vinh dự đến thăm trường Pháp lần và được làm việc với chị Kết Bùi. Thì xin chị giới thiệu về trường của mình cũng như một số cái kinh nghiệm trong cái thời gian mà làm việc cho tuyển sinh sinh viên Việt Nam. Đây là chị Vi Lan, đại diện của Kaplan làm việc với các đại diện ở Việt Nam cũng như là công ty của chúng tôi. Xin chị Vi Lan giới thiệu về trường Kaplan có những chương trình gì để dạy cho học sinh và những chương trình gì nó là nổi bật nhất ở trường. Cảm ơn chúng ta, cảm ơn công ty tư vấn du học Đại Dương đã quan tâm đến Kaplan. Thì hiện tại đối với Kaplan thì chúng ta sẽ có rất là đa dạng chuyên ngành cho các bạn sinh viên Việt Nam. Hầu hết những cái chương trình của Kaplan thì chủ yếu sẽ dành cho những bạn chúng ta tốt nghiệp và lớp 12 hoặc là đang học những chương trình phổ thông trung học tại Việt Nam. Đối với chương trình dành cho cái bậc đã tốt nghiệp high school thì chúng ta sẽ có những cái chương trình từ cao đẳng cho đến cử nhân và thậm chí lên đến thạc sĩ. Riêng đối với những bạn chúng ta đang học chương trình phổ thông trung học tại Việt Nam thì chúng ta vẫn có thể đến học tại Đức Linh bằng những chương trình dự bị hoặc là tiếng Anh để trau dồi thêm kỹ năng của mình. Thì thế mạnh của những chương trình của Đức Linh là gì? Đó là cái chương trình rất là ngắn dành cho các bạn sinh viên, chúng ta có thể hoàn tất được trình cử nhân cũng như là thạc sĩ của mình một cách nhanh nhất tại Singapore. Chào tất cả các bạn. Bây giờ sau khi đã gặp hai đại diện của trường, chúng ta sẽ được gặp gỡ và nói chuyện với một em du học sinh đã từng học ở trường Kaplan và nay cũng là nhân viên của trường. Em sẽ nói chúng ta biết môi trường học tập và làm việc thực tế ở Kaplan như thế nào nhé. Chào mọi người, mình là Nguyễn Nhật Hưng và mình là một học sinh của trường Kaplan Singapore. Trước đây thì mình sang Singapore mình học theo chương trình Diploma in Business Administration và trong vòng 8 tháng sau đó mình chuyển tiếp lên chương trình degree của đại học Murdoch University Tây Úc, Perth. Khi lên mình lên chương trình degree mình học chương trình Banking and Finance và trong vòng 16 tháng mình đã có thể tốt nghiệp degree với cái bằng tốt nghiệp của được trao bởi trường đại học Murdoch Úc. Và sau khi mà mình ra trường thì mình đã về Việt Nam và làm việc trong vòng nửa năm và sau đó thì nhờ nắm lấy cơ hội làm việc ở Singapore thì mình đã quay trở lại Singapore và hiện tại mình đang làm việc cho các tỉnh Singapore. Và với công việc của mình hiện tại là mình đã tiếp xúc rất là nhiều bạn học sinh Việt Nam tại Kaplan Singapore.
và nhận thấy được rằng là tất cả các bạn đều có chung những cái có những chung những cái mối lo mà giống như mình trước khi mà mình qua đây mình học tại Kaplan Singapore. Bởi chính vì như vậy mà nó tạo cho mình một cái động lực khiến cho mình cảm thấy rất là muốn khi mà làm việc tại Kaplan này, mình có cái hoài bão mình giúp tất cả các bạn học sinh có thể khi mà chúng ta học tại Kaplan Singapore, chúng ta không những chúng ta học, chúng ta phát triển về kiến thức mà chúng ta còn phát triển về cả tư duy, chúng ta phát triển lại làm quen được nhiều bạn mới hơn. Và đó là lý do tại sao mà mình cho tới bây giờ mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui được làm việc tại Kaplan Singapore.